Xin chào mọi người, lại là Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn đây. Lý do huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bạc với Đình Trọng. Trung vệ số 1 của đội tuyển quốc gia ngày nào đang trong quá trình hồi phục tích cực và huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất kỳ vọng để Đình Trọng có thể trở lại. Đơn giản bởi nếu có Đình Trọng, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ ít nhiều khỏa lấp vai trò văn hậu để lại. Đình Trọng được bác sĩ Cho Yu-yong của đội tuyển nhận định đã hồi phục khoảng 90% khả năng sau thời gian nửa năm dài điều trị. Cùng Mr. Zero tìm hiểu lý do huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bạc với Đình Trọng nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt. Trung vệ số 1 của đội tuyển quốc gia Trần Đình Trọng đã trở lại sau quá trình hồi phục tích cực và huấn luyện viên Park Hang-seo đang đặt niềm tin rất lớn về sự có mặt của anh ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 này. Đơn giản, bởi có Đình Trọng, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ ít nhiều thỏa lấp vai trò mà Đoàn Văn Hậu để lại. Chấn thương buộc Đình Trọng không thể góp mặt tại các giải đấu ở các cấp độ của đội tuyển trong khoảng thời gian gần đây. Còn nhớ, trước thềm SEA Games 30, Đình Trọng được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên về danh sách sơ bộ U22 Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, trung vệ này đã bị loại do không kịp hồi phục chấn thương. Nhắc về chấn thương này, trung vệ 22 tuổi đã từng chia sẻ trên sóng truyền hình với một nét buồn thoáng qua đôi mắt. Vì vết thương này phải mất từ 6 tháng đến 8 tháng để hồi phục. Chính vì thế, việc anh bị loại khỏi danh sách thi đấu SEA Games 30 là điều được dự báo từ trước khi mà tại thời điểm đó, trung vệ 22 tuổi của câu lạc bộ Hà Nội mới chưa có đầy 5 tháng hồi phục từ ca phẫu thuật dây chằng đầu gối tại Singapore. Ban huấn luyện của đội tuyển U22 Việt Nam đã quyết định không mạo hiểm với trường hợp của Đình Trọng vì tương lai lâu dài của anh. Suốt khoảng thời gian đó, trung vệ Trần Đình Trọng đã nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương và mọi nỗ lực của anh chàng cầu thủ trẻ đã được đền đáp. Đình Trọng được bác sĩ Choi Chu-yang của đội tuyển nhận định là đã hồi phục khoảng 90% khả năng sau thời gian nửa năm dài điều trị. Trung vệ của Hà Nội sẽ có được cảm giác tốt nhất nếu được chơi bóng thường xuyên thời gian tới. Đình Trọng cũng đang mong mỏi từng ngày để được ra sân sau một khoảng thời gian dài nhìn đồng đội thể hiện từ vòng chung kết Asian Cup năm 2019 cho đến SEA Games 30. Lần này, Đình Trọng hồi phục tích cực giúp huấn luyện viên Park Hang-seo giải được bài toán khó cho U23 Việt Nam. Đặc biệt, trong hoàn cảnh đội bóng của ông phải chia tay Văn Hậu do cầu thủ này phải trở về Hà Lan chơi cho SC Heerenveen. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam được nâng cấp thành một phiên bản mới khi Đình Trọng trở lại. Ở các giải đấu trước đó từ U22, U23 Việt Nam đến đội tuyển quốc gia, Đình Trọng luôn được đánh giá là trung vệ số 1 đội tuyển. Cầu thủ sinh năm 1997 từng thi đấu ở vị trí trung vệ trong màu áo của câu lạc bộ Sài Gòn FC suốt 2 năm. Ở đây, anh được các đồng đội gọi vui là chuyên gia sang Tây. Phong độ xuất sắc của Đình Trọng đã được Hà Nội gọi trở lại để bổ sung cho câu lạc bộ và như đã biết, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang quy tụ dàn hảo thủ nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia. Nếu có sự phục vụ của Đình Trọng tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có điểm tựa vững vàng ở hàng thủ. Trong sơ đồ ba trung vệ, Đình Trọng sẽ đứng giữa và Thành Chung nhiều khả năng sẽ dạt biên để đảm nhận vị trí mà Văn Hậu cũng thường xuyên trấn giữ. Một trung vệ còn lại hứa hẹn sẽ là Huỳnh Tấn Sinh, chắc chắn không kém. Trong khi đó, Thanh Thịnh sẽ đảm đương vai trò hậu vệ trái sở trường như Văn Hậu và tốc độ của cầu thủ SHB Đà Nẵng sẽ được phát huy. Khi dâng cao, Thanh Thịnh an tâm hơn khi có người đồng đội cứng cựa Thành Trung bọc lót phía sau. Thành Trung vốn là cầu thủ rất đa năng, ngoài chơi tốt ở hàng hậu vệ, cầu thủ sinh năm 1997 còn có thể đá tiền đạo khi cần tại Hà Nội để tận dụng khả năng không chiến. Khi trận đấu với U22 Indonesia tại vòng bảng SEA Games 30, chính Thành Trung đã gỡ hòa cho U22 Việt Nam sau pha đánh đầu như một tiền đạo. Điểm mạnh thể hình và phong độ đang rất cao hiện tại của Thành Trung chắc chắn sẽ là cơ sở để huấn luyện viên Park Hang-seo khai thác tuyệt đối. Có Đình Trọng, Thành Trung chí ít sẽ có nhiều hơn cơ hội leo lên phía trước thay vì chỉ một nhiệm vụ án ngữ trước khung thành Văn Toản. Những tính toán cho thấy, nếu Đình Trọng trở lại với 100% phong độ tốt nhất ở Thái Lan tháng 1 tới, huấn luyện viên Park Hang-seo có lý do để an tâm đặc biệt cho hàng thủ. Đội bóng của ông xây dựng chắc chắn ở tuyến dưới nhằm tạo tiền đề cho hàng công tận dụng cơ hội phản công. Tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đối thủ nằm ở đẳng cấp cao hơn SEA Games và các trận đấu khó khăn hơn hẳn. Lý do đó càng khiến thầy Park cần sự trở lại của Đình Trọng để gia tăng chất thép. Kinh nghiệm của cầu thủ Hà Nội thì không cần phải bàn cãi. Tên tuổi của Đình Trọng là lời đảm bảo tốt hơn so với những đồng nghiệp như Tiến Dụng, Việt Anh, Ngọc Bảo. Bên cạnh những yếu tố chuyên môn tốt, lần trở lại này anh còn mang theo niềm đam mê, khát khao chơi bóng cháy bỏng sau khoảng thời gian dài nghỉ điều trị chấn thương dài hạn. Sau lần lỡ hẹn với SEA Games 30, Đình Trọng đã tham gia một game show truyền hình và chia sẻ khát khao ấy.
trên sóng truyền hình, Đình Trọng cho biết đá banh là niềm đam mê từ nhỏ. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, Đình Trọng đã bộc lộ được niềm đam mê đá banh cho gia đình biết. Khi ấy, mọi người trong gia đình đều cấm cản anh theo đuổi sự nghiệp đá banh. Rất may là có một người bác đã luôn ủng hộ và khuyên nhủ bố mẹ để cho Đình Trọng được theo đuổi đam mê của mình. Anh nói, thực ra, để lên được đội bóng của thành phố cũng phải là một người có năng khiếu và chuyên môn nhất định. Bên cạnh đó là phải qua những quá trình đào tạo và mình phải thật chăm chỉ, cố gắng, thành công luôn đến với những người nỗ lực. Ngoài ra, còn được biết vào năm 17 tuổi, Trần Đình Trọng từ đội của Sở Hà Nội chuyển sang đội Hà Nội TNT. Khi ấy, Hà Nội TNT bị thiếu người nên đã bổ sung thêm Đình Trọng vào danh sách. Nhân cơ hội này, Đình Trọng đã nỗ lực hết mình để thể hiện năng lực của mình và những nỗ lực ấy đã giúp cho Đình Trọng có được thành công như ngày hôm nay. Với những thành tích tốt nhất mà Đình Trọng đã đem lại cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, nam cầu thủ trẻ còn chia sẻ với chương trình. Đến tận bây giờ thì em nghĩ nếu như em xa bóng đá thì em cũng không biết sẽ làm ngành gì. Em đã theo nghiệp bóng đá từ rất lâu rồi, em chưa từng nghĩ sẽ xa nó. Trước sự trải lòng đầy chân thực và có thể thấy rằng niềm khao khát được trở lại sân cỏ đang trỗi dậy mãnh liệt nơi Đình Trọng. Và với niềm khao khát ấy, chàng trung vệ số 1 của đội tuyển quốc gia hứa hẹn sẽ không làm người hâm mộ nước nhà thất vọng. Lúc này, bận tâm duy nhất là cảm giác bóng của Trần Đình Trọng trước trận đánh lớn. Tuy nhiên, Đình Trọng đã đánh dấu sự trở lại của mình với sự góp mặt ở hiệp đấu thứ 3 trong trận đấu tập mới đây của U23 Việt Nam với câu lạc bộ Busan Transportation Corporation trên đất Hàn Quốc. Dù mới trở lại đây sau thời gian dài dưỡng thương, nhưng Đình Trọng vẫn thể hiện đẳng cấp vốn có của mình. Việc này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bản thân Đình Trọng vì nó giúp anh có cơ hội lấy lại cảm giác bóng cũng như là tạo đà cho những trận quyết định ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Ngoài ra, đây còn là tin cực vui với huấn luyện viên Park Hang-seo bởi Đình Trọng được xem là trụ cột không thể thiếu nơi hàng thủ của các đội tuyển quốc gia suốt 2 năm dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc. Sự trở lại của Đình Trọng lần này sẽ giúp thầy Park tự tin hơn trong hành trình viết tiếp trang sử vàng cho bóng đá Việt Nam. Còn khán giả của Mr. Zero thì suy nghĩ như thế nào? Theo bạn, lý do mà thầy Bắc sẵn sàng đánh bạc với trường hợp của Đình Trọng trong lần này là gì? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về bóng đá trong nước. Xin chào và hẹn gặp lại!